Này mấy cây mini nhỏ nhỏ nè bạn. Cây này để bàn chơi sam trái. 4 cây sam trái với một cây linh sam nè. Rồi bữa mình trồng ngược nữa chứ. Trồng quay ngang ngang là mới đúng. Nhổ ra trồng quay ngang ngang là mới đúng nè. Chậu vậy 60.000. 60.000 nè, đó. 60.000 là luôn cái chậu này nha các bạn. Bán combo 5 chậu, 5 chậu 300.000 bao ship. Sam trái. Sam núi trái á. Mấy cái này chắc nó ăn cũng mình nhỏ thử rồi. Cũng dính cứ ngắt rồi. Rồi để nó ăn với chị. Chưa. 60.000 bao ship. Là tính ra là 300.000 bao ship đó. Này cái chậu cũng hết mấy chục ngàn rồi. Một cái là mấy chục ngàn nữa đây. Năm cái 30.000 một cái, 5 cái hơn 150 rồi mấy bạn. Tiền ship với tiền thùng xốp nữa. Tính ra cây này chắc 20.000 quá. Chạy bán. Cây này nhỏ quay nghe. 5 chậu này nè, đó. 300.000 bao ship nha bạn. Bán mấy cây mini vậy tí chứ. Mày mua về để bàn chơi vậy tí cũng được.